Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel. Và đây là My ơi, nhầm Sơn ơi. My ở đâu? Okay. Ngày hôm nay thì bọn mình đang có mặt ở trong ngõ 186 Cộng Hà. Và có một chuyến ghé thăm đến một trong những ngôi biệt thự cổ ở Hà Nội. Và theo những thông tin dạo gần đây, rất nhiều người đang đồn đại rằng đó là căn biệt thự của vua Bảo Đại. Tuổi đời đúng tròn 110 năm, được khánh thành cùng với nhà hát lớn Hà Nội năm 1911. Theo như lời kể của những vị cao niên sống ở chính căn nhà này hơn nửa thế kỷ qua, người dân quanh khu vực này thì xưa nay vẫn gọi đây là nhà Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, bởi vì cho rằng đây là ngôi nhà mà vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu đã từng sống ở Hà Nội. Cũng có nhiều thông tin nói rằng đây là nhà của cô ruột vua Bảo Đại, người lấy chồng là một công tước người Pháp và đã đứng lên xây dựng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm qua căn nhà này ở phía bên ngoài. Các bạn thấy rằng là vừa nãy mình với My bước vào thôi, chưa cần biết là hai đứa hỏi nhà nào, tự động người dân, các cô các bác ở gần đây đã bảo luôn là đã chỉ ngay vào đây. Ừ, ở đây các bạn thấy không, bên ngoài ngay ở đây này. Hình như theo những gì ta biết, đây là khu vườn thượng uyển. Bạn có biết cái mái này nó gọi là mái gì không? Uốn lượn theo hình rồng như gì, hình lưng rồng. Nhìn ở phía bên ngoài này thì chúng mình có thể thấy là cái phần kiến trúc nó đang mang hơi hướng Á Đông. Thì không biết là phía bên trong trông sẽ như thế nào. Đi vào trong này xem nào. Hình như theo những gì mà mình biết là bây giờ thì chủ của căn biệt thự đang cho thuê một công ty kiến trúc thuê. Cùng nhau xem. Đây. Nhìn này, đây. Các bạn nhìn đứng ở đây này, các bạn nhìn lên các bạn thấy rất rõ là ở bên trong này thì giống kiểu kiến trúc Pháp, cửa sổ ấy, cái màu xanh đặc trưng luôn đấy. Chính cái cửa này này. Với cái mái bên trên vẫn nét Á Đông, tức là cảm giác nó có một cái gì đấy gọi là sự pha trộn. Mà bản thân bọn mình thì chứ không phải là những cái người mà am hiểu quá về kiến trúc, nên có lẽ bọn mình dùng những từ ngữ đấy. Bây giờ hãy cùng vào trong để xem rằng là chủ căn nhà này thì có thể giới thiệu chúng ta thêm những điều gì đặc biệt nhé. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với người chủ của căn dinh thự cổ này. Hãy cùng gặp gỡ với cả anh Hồ Hoàng Hải. Rồi, xin chào toàn thể các vị khán giả của S Channel thân mến. Vâng, ngày hôm nay rất là vui khi mà em với My có cơ hội được đến thăm cái căn dinh thự này. Vừa nãy khi mà nhìn qua bên ngoài, có một cái điểm đặc biệt bọn em thấy là ngoài cái việc cổ ra thì nó có một cái diện tích rất là rộng. Biết là tổng cả khu này ban đầu là sẽ có diện tích khoảng bao nhiêu? Cái khu dinh thự này nó gồm hai phần, một phần là tòa nhà chính thì có diện tích khoảng 160m² mỗi sàn, còn một khu thứ hai là cái phần vườn thượng uyển ngày xưa ấy, bao quanh ở phía trước thì nó sẽ khoảng từ khoảng 350m cho đến 400m². Thì khi mà đến đây thì bọn em cũng thấy được là mặc dù là căn biệt thự đã hơn 100 tuổi đúng không ạ, thì nhưng mà nó vẫn có một cái nét gì đấy rất là hiện đại so với thời cái kiến trúc thời bấy giờ của Việt Nam mình. Đấy chính là một trong những cái điểm độc đáo của tòa nhà. Vâng. Tức là tòa nhà này là một cái sự kết hợp tài tình giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây. Bạn thấy nhìn bên ngoài thì nó hoàn toàn là kiến trúc của phương Đông, rồi gồm cái mái ngói, cái cung đình mà chúng ta vẫn hay thường thấy ở Huế. Vâng. Đấy, nhưng vào trong nhà thì nó lại hoàn toàn là một cái ngôi biệt thự Pháp, gồm những cái đặc trưng của biệt thự Pháp như là lò sưởi. Dạ. Rồi cửa sổ Pháp, tức là bên trong kính ngoài chớp đúng không? Tức là cái cửa sổ đặc trưng, sàn gỗ, rồi có một cái đặc biệt nữa là tất cả các phòng đều có tủ âm tường bằng gỗ lim và cho đến giờ vẫn đang nguyên bản. Đúng rồi, em để ý thấy là tất cả những cái cửa tủ gỗ bây giờ vẫn nhìn nó vẫn rất là chất lượng. Ngoài ra thì hệ thống điện của tòa nhà đều âm trong tường là một cái điều mà tôi cũng phải thấy là sửng sốt. Bởi vì tôi cũng đã tham quan nhiều cái tòa nhà Pháp cổ thì hầu hết là dùng những cái con sứ, tức là để cách điện sao chạy những cái hàng dây chạy dây ở bên ngoài trên đúng trần. Đúng. Mà đã được xây như anh nói là xây từ năm bao nhiêu hả? Có rất nhiều cái thông tin về tòa nhà này và bản thân tôi cho đến giờ cũng rất mong muốn khao khát được tìm hiểu một cái thông tin chính thống dân ở quanh đây, những người mà sống ở làng Ngọc Hà này trên 50 năm, thậm chí là sống tại chính cái tòa nhà này luôn, thì họ vẫn gọi đây là biệt thự Bảo Đại và khẳng định rằng đây là nhà của cô ruột vua Bảo Đại lấy chồng người Pháp, khi đó là một quan chức của sở bưu điện người Pháp.
Nhưng mà cũng có người thì lại gần đây khi mà tôi đăng cái bài lên mạng thì lại có một số bạn nghiên cứu về Hà Nội lại cung cấp một thông tin khác là của chị ruột của Nam Phương Hoàng hậu, tức là vợ của Hồ Đại, lấy một nam tước người Pháp có tên tuổi đàng hoàng. Thì tất cả những cái thông tin đấy thì đều là những thông tin tham khảo chưa chính thống. Chính vì vậy cho nên tôi vẫn đang rất mong muốn được tìm hiểu một cái thông tin chính xác về nguồn gốc của ngôi nhà này. Và đấy cũng chính là lý do mà tôi đăng bài trên trang Facebook của tôi. Mục đích là để cho giới thiệu cái công trình này tới nhiều người và mong muốn có được những cái thông tin chính xác. Không biết là căn nhà này bây giờ là thuộc quyền sở hữu của anh đúng không ạ? Thì lý do vì sao mà anh lại muốn sở hữu cái căn biệt thự này? Nó là một cái cơ duyên thôi. Tôi được một người quen giới thiệu. Khi đó thì chủ cũ của tòa nhà là không có nhu cầu sử dụng nữa. Và khi đến nhìn một cái thì tôi mê ngay. Mê bởi cái nét kiến trúc độc đáo, mê bởi tất cả những cái mà chủ nhà đã gìn giữ được. Và mê một cái di sản rất có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử mà tôi rất mong muốn được góp phần bảo tồn. Mua cái nhà này thì hoàn toàn chỉ tính bằng duyên. Cũng khó, anh nghĩ khó đấy. Dù có thể là có tiền nhưng không phải anh có cơ hội, đúng không ạ? Tức là cái việc mà khai thác cái tòa này trong tương lai như thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái việc tôi phải xác định được đúng cái nguồn gốc của tòa nhà. Có rất nhiều câu hỏi cần trả lời. Đúng. Nhà này xây năm nào? Do ai đứng lên xây? Rồi liên quan đến vua Bảo Đại như mọi người vẫn đang đồn như thế nào? Bản thân tôi cũng rất là nóng lòng muốn tìm hiểu cái thông tin đấy và rất mong muốn được các bạn, rồi những người yêu Hà Nội, yêu những cái kiến trúc Pháp cổ này mà có cái thông tin chia sẻ. Một lần nữa thì em xin gửi lời cảm ơn đến anh vì ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho em cũng như là Mi và S Channel được đến thăm cũng như là trò chuyện với anh. Em nghĩ anh là một người rất là tuyệt vời khi mà mình không chỉ là đam mê về kiến trúc mà còn mong muốn gìn giữ những cái di sản như thế này ở Hà Nội. Em nghĩ đây là một cái nét rất là đẹp. Thực ra một cái di sản mà có cái giá trị văn hóa lớn như thế này thì ai cũng mong muốn được bảo tồn. Rồi, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một cuộc ghé thăm nho nhỏ. Nhưng mà rất là tiếc bởi vì là bọn mình đã không thể đưa các bạn đi tham quan hết được cả cái tòa biệt thự này. Tại vì là bọn mình chỉ có thể liên lạc được với anh chủ sở hữu phần lớn. Căn biệt thự là từ tầng 1, 3, tầng 3 và tầng 4. Còn tầng 2 lại thuộc sở hữu của một chủ khác, cho nên là bọn mình rất tiếc vẫn chưa thể đưa các bạn thăm thú tầng 2 được. Nhưng mà với bọn mình thì thấy rất là hay khi mà ở giữa Hà Nội lại có một cái căn biệt thự cổ như thế này mà chưa có nhiều người phát hiện ra. Và đặc biệt là vẫn còn giữ được những cái nét kiến trúc như thế này ấy. Mặc dù là ở bên trong thì cũng đã thay đổi khá là nhiều. Nhưng mà mình thấy là vẫn là ở nơi này thì vẫn là một cái di sản và mang nhiều giá trị lịch sử, xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Chắc. Và bây giờ thì có lẽ bọn mình sẽ kết thúc clip đây. Nếu như mà những bạn nào mà nhớ nhá, có cái thông tin liên quan đến căn dinh thự cổ này thì cung cấp cho mình cũng như là bọn mình sẽ cung cấp cho anh Hải. Thì là góp phần thêm, chúng ta nghiên cứu thêm về những cái di sản đặc biệt như thế này ở Hà Nội. Nếu các bạn biết có những địa điểm nào cũng mang nhiều những giá trị lịch sử như thế này thì có thể giới thiệu cho mình và Mi. Mình sẽ làm những clip ghé thăm những địa điểm đó. Còn bây giờ có lẽ thì sẽ gửi lời chào mọi người. Xin chào, gặp lại, đừng quên like, share cũng như là subscribe cho S Channel nhé. Bye bye.